Hương Giang gặp vận đen cực hạn khi vừa rục rịch trở lại showbiz, anti-fan quyết không để yên. Rục rịch trở lại với sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động vì anti-fan, Hương Giang mới đây tiếp tục dính nghi vấn bị anti-fan cho bay màu kênh YouTube và loạt MV triệu view của nữ ca sĩ cũng theo đó biến mất không rõ lý do. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang là một trong số ít những biểu tượng thành công nổi bật của cộng đồng LGBT cộng tại Việt Nam. Cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, sẵn sàng đối diện với chính mình và những định kiến của xã hội. Bên cạnh đó, trong vai trò là một ca sĩ, cô cũng thành công với hàng loạt các bài hát nội địa nổi đám với series Về Người Thứ Ba. Kênh YouTube của Hương Giang hiện cũng đang có lượng người theo dõi khổng lồ. Trong đó, loạt MV đình đám thuộc vũ trụ Tuesday của Hương Giang trước đó đã góp phần không nhỏ giúp mỹ nhân này sinh về nút vàng YouTube. Mới đây, cô nàng đã có dự án quay trở lại đường đua âm nhạc bằng một ca khúc mới. Những tưởng ca khúc này cũng sẽ là một thành công lớn nữa của cô nàng, thì mới đây, người hâm mộ bỗng phát hiện ra kênh YouTube chính chủ của Hương Giang cùng tất cả các MV đều đã không cánh mà bay. Theo đó, mới chỉ gần 2 tuần sau khi ra mắt MV mới Em Buồn, đến hiện tại, netizen bất ngờ phát hiện đã không thể xem MV này của Hương Giang. Mặt khác, không chỉ MV Em Buồn mà kênh YouTube của Hương Giang cũng hoàn toàn không còn tìm thấy. Điều này đồng nghĩa loạt MV triệu view trước đó của Hương Giang như Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh Ta Bỏ Em Rồi cũng bay màu. Khi phát hiện sự việc này, trong khi các fan đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra và liên tục nhắn tin bình luận, hy vọng Hương Giang sớm lấy lại được kênh, thì nàng hậu đã lập tức đăng một story lên trang cá nhân và cho biết kênh YouTube của mình đã bị hack. Hy vọng các khán giả kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình tại kênh YouTube phụ. Động thái này được cộng đồng mạng đặt nghi vấn, Hương Giang vẫn chưa được anti-fan buông tha nên có hành động hack kênh của cô. Trước những nghi vấn, Hương Giang và ekip hiện vẫn chưa lên tiếng cho biết lý do vì sao đánh mất kênh YouTube. Song khi trả lời bình luận của một fan trên trang cá nhân, thì Hương Giang vẫn tiết lộ mình đang cố gắng xử lý sự cố này. Không chỉ gặp vận đen về kênh YouTube, Hương Giang sau khi trở lại với MV mới cũng không đạt được nhiều thành công như trước. Điều này cũng khiến nhiều netizen đặt câu hỏi, phải chăng sau thời gian miệt mài lấn sân hoạt động mạnh mẽ ở các game show, các cuộc thi sắc đẹp, thì Hương Giang đã phần nào giảm phong độ khi trở lại với âm nhạc? Câu hỏi này có lẽ chỉ có thể đợi đến MV tiếp theo của Hương Giang sau khi Em Buông còn cái kết bỏ ngỏ để trả lời liệu đây chỉ là sự xuống phong độ nhất thời hay thực sự Hương Giang cùng ekip đã không còn đủ sự sáng tạo để níu chân khán giả. Trước đó còn nhớ vào năm 2020, Hương Giang từng vướng phải lùm xùm chấn động với anti-fan và khiến nữ ca sĩ phải tạm dừng nghệ thuật suốt một thời gian dài. Cụ thể vào năm 2020, Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị lập ra hàng loạt các group anti-fan. Trước việc này, Hương Giang đã có động thái vô cùng gay gắt, tuyên bố đến tận nhà anti-fan làm cho ra lẻ. Được biết anti-fan này sống cùng chung cư và từng gặp Hương Giang trong thang máy. Phía này cho rằng giọng ca Anh Ta Bỏ Em Rồi chảnh, thái độ kênh kiệu nên đã dùng những lời lẽ thiếu văn minh để bình phẩm về nữ nghệ sĩ trong một bài viết thuộc hội anti. Trong đó, thông tin hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 từng làm phò để có tiền chuyển giới khiến Hương Giang bức xúc. Hương Giang bị nhóm anti nữ hoàng đạo lý liên tục kêu gọi tẩy chay xúc phạm danh dự. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã tìm đến tận nhà anti fan để chất vấn và tung ra đoạn clip có độ dài gần 18 phút. Theo video, nữ ca sĩ đến tận nhà anti fan để đối chất, làm rõ hành vi của một trong những người tấn công cô trên mạng xã hội trước sự chứng kiến và ghi nhận sự việc của một người mặc sắc phục công an. Tuy nhiên, thay vì dập tắt được sự tấn công của anti fan, thì Hương Giang phải đứng trước cuộc tẩy chay lớn của khán giả cả nước. Nhiều người cho rằng, thay vì tiếp thu ý kiến đánh giá của khán giả để thay đổi, Hương Giang lại có một chuỗi dài những hành động không đẹp, đi quá xa trong việc thách thức dư luận. Ngay sau đó, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam thông báo Hương Giang rút khỏi vai trò ca sĩ biểu diễn ở vòng chung kết cuộc thi vào ngày 12 tháng 11. Ngoài ra, Hương Giang cũng phải tuyên bố sẽ tạm dừng một số hoạt động nghệ thuật một thời gian và kết quả là mãi đến nay mới có thể trở lại hoạt động nghệ thuật với một sản phẩm âm nhạc mới.